Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hali. Hôm nay thì Hali sẽ chia sẻ với mọi người một chủ đề, đó chính là cách trị mụn tại nhà bằng nha đam các bạn ạ. Nha đam rất nổi tiếng trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Các bạn có thể thấy rằng tinh chất từ nha đam được chiết xuất rất nhiều. Chúng ta có những mỹ phẩm làm đẹp từ nha đam, thậm chí là gel nha đam dùng để dưỡng da phải không nào? Nhưng các bạn có biết rằng là bên cạnh việc dưỡng da và làm trắng da rất là hiệu quả thì nha đam còn có công dụng trị mụn rất là tốt. Hôm nay thì Hali sẽ chia sẻ với mọi người 5 cách trị mụn từ nha đam có thể áp dụng cho cả nam lẫn nữ, và đặc biệt là công thức này rất là hiệu quả và an toàn các bạn ạ. Hãy nhớ theo dõi hết video này cùng Hali để biết được 5 công thức trị mụn từ nha đam là gì nhé. Từ lâu, nha đam được biết đến với tác dụng làm dịu vết thương do bỏng, rắn cắn. Cho đến nay, nha đam còn được biết đến với khả năng tăng cường độ ẩm, tái tạo da và làm giảm triệu chứng sưng tấy do mụn. Hãy cùng Hali tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của nha đam đối với sự biến mất của mụn nhé. Nha đam có chứa lượng lớn hoạt chất kháng khuẩn sabolin, đó là polysaccharides, giberinin và một số nhóm chất kháng khuẩn khác, nên nó có khả năng làm giảm triệu chứng sưng tấy, viêm nhiễm. Đồng thời các hoạt chất này còn mang nhiệm vụ thúc đẩy quá trình tái tạo làn da và ngăn ngừa sự hình thành của vi khuẩn khu trú dưới lỗ chân lông. Hoạt chất Malleolus lactate được ví như một loại kháng sinh tự nhiên có tác dụng làm giảm triệu chứng khó chịu do mụn mủ, mụn trứng cá gây ra. Lượng lớn gel tự nhiên có trong nha đam giúp lấy đi các bã nhờn, vi khuẩn làm cho lỗ chân lông thông thoáng hơn. Mặt khác, nha đam làm giảm kích thước mụn viêm, giãn nở lỗ chân lông và đẩy nhân mụn ra bên ngoài một cách nhanh nhất. Chưa kể đến thành phần axit salicylic có trong nha đam với tác dụng cân bằng độ pH trên da và làm se khít lỗ chân lông, hạn chế bụi bẩn tấn công và làm tổn thương da. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit salicylic có khả năng làm mờ vết nám thâm do melanin tích tụ. Qua đây có thể thấy rằng nha đam có rất nhiều công dụng hữu ích và cũng khá lành tính. Vì vậy, nếu bạn đang bị mụn gây khó dễ thì hãy xem ngay 5 cách trị mụn bằng nha đam mà Hali chia sẻ dưới đây nhé. Công thức đầu tiên và đơn giản nhất đó chính là cách trị mụn trứng cá bằng nha đam nguyên chất. Đối với công thức này thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một lá nha đam tươi. Các bạn có thể tự trồng nha đam tại nhà. Đây là loại nha đam mà mình mua dễ dàng tại siêu thị nên là cái bệ của nó khá là to. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách trị mụn bằng nha đam nguyên chất nhé. Trước khi sử dụng nha đam thì các bạn hãy lưu ý với mình là hãy nên ngâm nha đam với nước muối khoảng chừng 5 phút. Sau đó thì mình sẽ lấy bệ nha đam ra để có thể làm sạch đi những bụi bẩn bám trên lá nha đam nhé. Với công thức đầu tiên này thì các bạn hãy cắt lấy cho mình một phần của nha đam. Sau đó mình sẽ gọt bỏ đi cái phần vỏ bên ngoài. Các bạn lưu ý là phải gọt sạch hết phần vỏ bên ngoài nhé. Nếu như mà còn sót lại cái phần vỏ này thì nó sẽ rất dễ gây kích ứng. Một số làn da nhạy cảm thì sẽ có thể cảm thấy là hơi ngứa khi mà bôi cái phần nha đam này lên da. Nên các bạn hãy lưu ý là mình hãy nên tết qua trước. Các bạn hãy bôi thử cái phần nha đam này lên cái vùng da cổ tay của chúng ta này. Các bạn có thể bôi thử lên đây, nếu như mà để khoảng từ 5 đến 10 phút mà không thấy ngứa hay là bị mẩn đỏ gì thì chứng tỏ là làn da của mình không bị kích ứng với nha đam. Thì các bạn có thể sử dụng nha đam này để đắp mặt nhé. Sau khi đã có được phần thịt nha đam như thế này rồi, các bạn có thể trực tiếp thoa phần gel thịt nha đam này lên các nốt mụn trên mặt của bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể thái nhỏ ra một chiếc bát để có thể lấy được cái phần gel nha đam dễ dàng hơn. Khi mà mình thái như thế này thì gel nha đam nó sẽ chảy ra nhiều hơn này. Thì các bạn hãy lấy từng miếng như thế này, thoa lên từng nốt mụn và hãy thoa đều khắp mặt. Giả sử đây là vùng da mặt của mình mà bị mụn thì mình sẽ thoa đều nha đam lên khắp vùng da mặt mà có mụn của mình. Các bạn thoa như vậy và để nguyên cái gel này nó thấm trên cái vùng da bị mụn trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Sau đó thì hãy rửa sạch mặt lại bằng nước ấm nhé. Cái cách này thì các bạn có thể thái gel nha đam và có thể xay nhuyễn hoặc là giã nhuyễn để cho được ra nhiều nước cốt hơn. Sau đó các bạn hãy bỏ vào trong một hũ thủy tinh để trong tủ lạnh dùng dần khoảng từ 3 đến 4 ngày cũng được nhé. Nếu như mà các bạn không có nhiều thời gian để ngày nào cũng làm được như thế này thì hãy áp dụng cách đó nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thứ hai là trị mụn bằng nha đam và chanh nhé. Cách
thứ hai mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó chính là cách trị mụn trứng cá bằng nha đam và chanh. Nha đam và chanh là sự kết hợp mang lại tác dụng kép, không chỉ giúp làm sáng da mà phương pháp này còn có thể khống chế vi khuẩn khu trú dưới da, tránh gây viêm nhiễm. Cách thực hiện cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một bệ nha đam và một quả chanh như thế này. Cũng tương tự như cách trên thì bây giờ mình sẽ cắt lấy một phần to miếng nha đam này để có thể áp dụng cho những cách sau luôn nhé. Mình sẽ cắt lấy phần này của nha đam, sau đó gọt bỏ phần vỏ đi. Cũng hãy lưu ý là gọt hết cái phần vỏ xanh cho mình thì nó sẽ không gây kích ứng cho làn da khi mà mình đắp lên da nhé. Sau đó các bạn hãy thái nhỏ nha đam cho vào một chiếc bát như này nhé. Các bạn hãy lưu ý là nếu như mà mình có máy xay sinh tố thì mình có thể xay nhỏ nha đam ra để lấy được nước cốt của nó. Nhưng nếu như các bạn không có máy xay thì các bạn hãy thái thật nhỏ nha đam để nó ra được phần gieo và phần thịt. Sau đó các bạn hãy sử dụng một chiếc kéo như thế này và mình hãy cắt nhỏ nha đam ra nhé. Đây là cách mà áp dụng cho các bạn không có máy xay sinh tố. Thì mình sẽ làm như thế này để nó ra được nhiều nước ép nha đam nguyên chất và cái thịt nha đam nó sẽ nhỏ ra. Nếu các bạn muốn nhanh hơn thì hoàn toàn có thể cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn. Sau khi cắt nhuyễn được phần nha đam như thế này rồi, các bạn có thể thấy là ở đây nó ra rất là nhiều gieo nha đam. Thì bây giờ mình sẽ cho ra đây khoảng 1 thìa cà phê nha đam. 2 thìa cà phê. Mình sẽ cho ra đây khoảng 2 thìa cà phê nha đam. Và các bạn hãy cắt lấy 1 phần tư của quả chanh và trộn cùng với nha đam. Sau đó các bạn sẽ vắt chanh vào đây này. Trộn đều hỗn hợp nha đam và chanh lên. Và cách sử dụng hỗn hợp này như thế nào? Đầu tiên các bạn hãy rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt trước. Sau đó giả sử đây là vùng da mặt của mình mà có mụn thì mình sẽ đắp trực tiếp hỗn hợp nha đam và chanh này lên da. Hỗn hợp này sẽ giúp kháng khuẩn trị mụn rất là tốt. Và những cái nốt mụn mà đầu trắng hay là sưng đỏ thì nó sẽ se cồi rất là nhanh. Nhưng mà các bạn có một lưu ý cho mình là không nên sử dụng hỗn hợp này lên cái vùng mụn mà bị lở loét hay là mụn bị hở đầu rồi nhé. Rất là đơn giản, bây giờ mình sẽ chuyển qua cách thứ ba là trị mụn trứng cá bằng nha đam và bột nghệ nhé. Nếu ở hai cách trên vẫn chưa thể làm bạn hài lòng thì hãy thử ngay với cách trị mụn với nha đam và nghệ nhé. Sở dĩ phương pháp này được rất nhiều người biết đến là bởi sự kết hợp quá hoàn hảo của curcumin của nghệ và vitamin có trong nha đam mang lại công dụng trị mụn rất là hiệu quả. Cách sử dụng thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình khoảng 1 thìa cà phê bột nghệ. Sau đó các bạn hãy trộn nha đam và bột nghệ theo tỷ lệ 1:2, tức là 1 thìa cà phê bột nghệ ở đây các bạn sẽ cho vào 2 muỗng cà phê nha đam. Sau đó là trộn đều nha đam và bột nghệ lên. Các bạn hãy lưu ý là trộn một lượng vừa đủ sao cho bột nghệ và nha đam nó ở dạng đặc đặc sánh sánh như thế này là được nhé. Các bước sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Đầu tiên các bạn hãy làm sạch da mặt bằng nước ấm và sau đó sẽ bôi hỗn hợp này lên da. Giả sử đây là vùng da bị mụn của mình thì mình sẽ bôi hỗn hợp này lên da. Và các bạn hãy tiến hành massage theo chiều xoắn ốc, vừa vỗ nhẹ để có thể thẩm thấu tốt hơn nhé. Các bạn hãy để hỗn hợp này trên da khoảng 20 phút thì hãy rửa mặt sạch lại với sữa rửa mặt dịu nhẹ hoặc là nước ấm để làm sạch bã nhờn trên da. Với cách trị mụn này thì các bạn hãy áp dụng khoảng 3 lần một tuần.
Nha Đam và Nghệ này thì trị mụn rất là tốt và rất là lành tính. Đặc biệt là các bạn có làn da mà nhạy cảm thì cũng sử dụng hỗn hợp này được rất là an toàn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thứ tư là trị mụn bằng Nha Đam và nước vo gạo. Nếu như Nha Đam có tác dụng loại bỏ nhanh những tạp chất tồn tại trên da thì nước vo gạo lại chính là nguồn dưỡng chất đầy năng lượng, tái tạo cho làn da mụn. Vậy thì cách sử dụng hỗn hợp này, các bạn hãy vo cho mình lấy cái nước vo gạo vào lần vo thứ hai. Lần vo thứ nhất thì các bạn hãy đổ đi để tránh đi những cái bụi bẩn nhé. Ở lần vo thứ hai thì các bạn hãy vo và chắt lấy nước vo gạo ra một chiếc bát. Sau đó các bạn chờ khoảng từ 10 đến 15 phút để cho cái phần nước vo gạo này nó lắng xuống nhé. Sau khi mình đã để nước vo gạo lắng trong khoảng 15 phút thì bây giờ mình sẽ chắt bỏ đi cái phần nước trong và gạn lại là cái phần lắng đọng ở bên dưới thôi các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy là cái phần gạo ở dưới nó đã lắng đọng lại như thế này, được cái phần nước cốt như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây 2 muỗng cà phê Nha Đam. Sau đó các bạn trộn đều Nha Đam và cái phần nước vo gạo lắng ở dưới này lên. Cũng tương tự như các công thức trên thì đầu tiên các bạn sẽ làm sạch mặt bằng sữa rửa mặt trước. Sau đó là mình sẽ đắp trực tiếp hỗn hợp nước Nha Đam và nước vo gạo này lên da nhé. Các bạn xoa đều và massage nhẹ nhàng. Sau đó là giữ nguyên hỗn hợp này trong vòng 15 đến 20 phút để cho những dưỡng chất từ nước vo gạo và Nha Đam nó thẩm thấu qua da rất là hiệu quả, giúp trị mụn và làm sáng da rất là nhanh chóng. Sau đó thì mình sẽ rửa mặt sạch lại bằng nước ấm và hãy lau khô mặt bằng khăn sạch và các bước dưỡng da như bình thường các bạn nhé. Bây giờ Hali sẽ hướng dẫn mọi người cách cuối cùng là cách trị mụn bằng Nha Đam và mật ong. Công thức cuối cùng là cách trị mụn bằng Nha Đam và mật ong. Nha Đam và mật ong không còn quá xa lạ đối với chị em có đam mê làm đẹp. Nếu bạn có làn da khô và dễ dị ứng thì nên tham khảo ngay cách làm đẹp trị mụn đặc trưng này nhé. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình khoảng 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Sau đó mình sẽ cho thêm vào đây 2 muỗng cà phê Nha Đam còn lại. Và mình sẽ trộn đều Nha Đam và mật ong nguyên chất này lên. Tương tự như các công thức sử dụng ở trên thì các bạn hãy rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt trước. Với công thức này thì các bạn có thể xông hơi để cho làn da giúp dưỡng chất hấp thụ một cách tốt nhất. Sau đó các bạn hãy thoa Nha Đam và mật ong này lên da. Cũng tiếp tục massage theo chuyển động vòng tròn. Hãy giữ cái nước thịt Nha Đam này ở trên da trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Sau đó các bạn hãy rửa sạch mặt lại bằng nước ấm nhé. Công thức này các bạn hoàn toàn có thể áp dụng 3 đến 4 lần một tuần mà không hề sợ bị dị ứng hay là kích ứng, bởi vì những nguyên liệu này rất là an toàn và lành tính. Chúc mọi người thành công với 5 công thức trị mụn từ Nha Đam mà Hali chia sẻ nhé. Trên đây Hali đã chia sẻ với mọi người công thức trị mụn từ Nha Đam rất là đơn giản hiệu quả. Các bạn hãy nhớ áp dụng theo những gì Hali chia sẻ để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Nếu yêu thích nội dung video này của Hali, hãy nhớ like, subscribe cũng như comment ý kiến của bạn dưới video này nhé. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông nha để nhận được những thông báo đầu tiên khi Hali ra video mới nhất nhé. Cuối cùng là chúc mọi người trị mụn thành công và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo nhé. Bye bye!